Bác sĩ cảnh báo F0 khỏi COVID-19 có khả năng tái nhiễm nhiều lần, trở thành trung gian mang virus đi khắp nơi. Theo các bác sĩ, một người đã từng nhiễm và khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 thì vẫn hoàn toàn có khả năng nhiễm lại, tuyệt đối không nên chủ quan. Theo Vietnamnet, trước đó vào sáng ngày 7 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội công bố trường hợp của ông NTP, 53 tuổi, ở quận là Cầu Giấy, dương tính SARS-CoV-2. Đáng chú ý, đây là người có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 ngày 8 tháng 11, 2020 tại Nga. Ngày 3 tháng 9, bệnh nhân đi tiêm vaccine COVID-19 tại số 21 Trung Liệt. Đến ngày 6 tháng 9, ông P đưa người nhà đi khám tại một phòng khám, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Hiện tại, người bệnh không có triệu chứng. Kết quả xét nghiệm tải lượng virus SARS-CoV-2 của người đàn ông này thời điểm phát hiện dương tính rất thấp. CT value là 36. Trước đó, ở ngõ 102 Nguyễn Đình Hoàng, nơi bệnh nhân này sinh sống, cũng đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Ca bệnh đã được công bố ngày 31 tháng 8. Về trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 này, tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, một người đã từng nhiễm và khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 thì vẫn hoàn toàn có khả năng nhiễm lại. Thứ nhất, có thể là người bệnh nhiễm một chủng khác. Thứ hai, khi họ nhiễm, lượng kháng thể trong cơ thể được tạo ra không đủ lớn để mà bảo vệ họ không bị nhiễm lần nữa. Các nước trên thế giới đang khuyến cáo, dù người dân đã từng mắc COVID-19 và khỏi bệnh, nhưng sau khi hết bệnh, họ vẫn nên tiêm vaccine để đảm bảo chắc chắn là bản thân được bảo vệ, tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy nói. Tiến sĩ bác sĩ Duy nhấn mạnh, dù có tiêm đầy đủ các mũi vaccine, bạn vẫn có khả năng nhiễm SARS-CoV-2, mặc dù là khả năng đó giảm đi rất nhiều và người bệnh có thể là sẽ không có triệu chứng, bị nhẹ hoặc không chuyển nặng. Tuy nhiên, khi họ nhiễm COVID-19, dù không triệu chứng hoặc là có triệu chứng, họ vẫn có khả năng lây cho người khác. Vì vậy, các tổ chức trên thế giới như là WHO và CDC đều khuyến cáo người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh vẫn phải đi tiêm vaccine để tạo ra đáp ứng miễn dịch tốt cho họ. Cùng quan điểm với tiến sĩ bác sĩ Duy, bác sĩ Nguyễn Văn Chánh, mạng lưới thầy thuốc đồng hành, cho rằng nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh, dù có kháng thể nhưng vẫn có thể tái nhiễm do bệnh nhân tiếp tục tiếp xúc F0, vô tình lây nhiễm virus vào cơ thể. Kháng thể chỉ có khả năng làm cho virus không xâm nhập vào cơ thể người bệnh để mà gây bệnh trở lại, còn bệnh nhân vẫn nhiễm virus khi mà bệnh nhân tiếp xúc với F0 khác. Tuy nhiên, thời gian cơ thể có thể kháng lại virus thì vẫn chưa được xác định cụ thể. Do đó, người dân sau khi khỏi bệnh vẫn phải thực hiện 5K tuyệt đối theo khuyến cáo. Đặc biệt, bản thân của người khỏi bệnh vẫn có thể trở thành đối tượng trung gian mang virus đi khắp nơi. Bởi virus SARS-CoV-2 có thể bám lên bề mặt quần áo, đồ dùng và da người. Từ đó, virus tiếp tục được phát tán và có thể gây lây nhiễm cho người khác, bác sĩ Chánh cho biết. Cũng theo bác sĩ Chánh, F0 khỏi bệnh đi tình nguyện hỗ trợ các công việc như là test nhanh sàng lọc, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Họ vẫn mặc đồ bảo hộ cẩn thận và tuân thủ các khuyến cáo phòng chống dịch bởi nguy cơ tái nhiễm và có thể trở thành trung gian lây lan bệnh cho những người chưa từng mắc SARS-CoV-2. Báo Người Lao Động dẫn thông tin thêm từ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, kết quả của nghiên cứu đánh giá khả năng miễn dịch và tái nhiễm SARS-CoV-2 Siren tại Anh cho thấy người đã từng mắc COVID-19 thì nguy cơ nhiễm lại virus tới giảm thấp hơn 83% so với người chưa từng nhiễm trong thời gian ít nhất là 5 tháng. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy diễn biến bệnh và tỷ lệ diễn biến nặng ở những người tái nhiễm cũng không khác biệt so với người mới nhiễm lần đầu.